các bạn, chúc các bạn một buổi sáng vui khỏe và một ngày được an lành. Mấy lâu ni thì mình cứ làm clip cái vườn rau dưới giang bầu bị mướp thôi, nhưng sáng hôm ni qua mấy ngày mưa mình không tưới cây thì mình lại quay cái vườn rau ngã sau lưng nhà mình cho các bạn xem ha. Ngã sau này thì mình trồng là toàn bộ là cây ăn trái, nhưng mà dưới cái vòng tròn cái ụ của cái cây ăn trái thì mình lại trồng rau thơm, rau hồng cây hồng lũi ở các bạn, về rau răm. Đây là rau thơm, hồng cây hồng lũi thì mình kêu rau thơm. Và đây là cái ụ này là rau răm, các bạn thấy dễ thương không? Là giống như cái hoa đấy. Kể tới là vòng tròn này cũng là rau thơm, kể tới vòng này cũng là rau thơm, kể tới vòng này cũng là rau thơm, vòng này cũng là rau thơm. Các bạn thấy mình trồng nhiều không? Và đây là hai vòng này á, là rau quế. Đây, rất là đẹp. Và kể tới qua đây là mình có một bụi khổ quá các bạn nè, mập đắng á, một bụi rất là tốt. Đây, quá tốt luôn. Ở chứ phía bên này, bên này thì cái ô đầu tiên là nó nằm gần AC, cái máy lạnh, mình lại trồng gia đam. Rồi là sau lưng phòng ngủ này là một luống thực dài, các bạn thấy không? Từ đâu này nè tới đâu kia là mình trồng ngò gai vô trong, rồi là cần cua nó ra ngoài, và rau dền đỏ. Nhưng mà cuối cùng cần cua nó mọc qua trời, nó ù lên không có thấy cái ngò gai ở đâu hết các bạn. Mình đã làm cỏ được một mớ rồi, có nghĩa là mình đã dỗ vô xây nước đó các bạn, để cho hẳn loài cây ngò gai ra cho bức tồi á, tồi lắm luôn á. Rồi là kể tới là dưới mấy cái khế, dưới mấy cái khế của mình cũng là rau căng cua luôn các bạn, thật là nhiều nè, quá nhiều luôn. Qua clip này mình cảm ơn bạn mình. Bạn mình ngày xưa ai cho không biết, mà bạn chia cho mình được mấy cây rồi mình trồng, rồi mình đem cái nước rửa làng cỏ rùng cái bông á, mình đem ra mình đổ sau này thì nó mọc như vậy đó. Cho trước đây có ai bạn mà mua. Cũng là qua clip này mình chúc mừng các bạn là sau này các bạn có mấy đồng thôi là các bạn mua không được một chậu cây giống, mà có vài chục là có một vườn cây giống quê hương mình. Đó, chứ còn trước đây không có đâu các bạn nè. Trước đây mà có cái được cây trồng đi là rất là quý luôn á. Thôi mình quay cái vườn ở sau phòng ngủ cho mình của mình cho các bạn xem cho vui thôi. Thôi mình dừng clip tại đây nha. Bye.